đưa sang đây thi đấu thì họ đã đấu với các đội vô địch của Singapore và Malaysia và họ đều thắng với những tỷ số rất là gần. Vậy thì đội tuyển Việt Nam có các mục tiêu để hạn chế số bàn thua rất to hơn hay không? Thậm chí là ghi những bàn thắng. Chúng tôi không phải là đội tuyển, chúng tôi không phải là câu lạc bộ, chúng tôi là đội tuyển quốc gia. Còn các đội của Singapore với đội Malaysia thì đáng là đó là các câu lạc bộ thôi. Sao chúng ta lại nghĩ được là chúng ta phải thua nhỉ? Tại sao chúng ta lại nghĩ thế nhỉ? Chưa đá bóng rồi cứ nghĩ thế thì làm sao được? Chúng ta phải nghĩ là có thể chúng tôi thua nhiều bàn, cũng có thể chúng tôi thắng thì sao? Trước trận đấu chúng ta không nên nói chuyện thua. Có một sự thật đó là mặc dù là chúng ta tập đội tuyển Việt Nam chúng ta tập trung vào ngày 23 nhưng mà do cái cúp FA ấy, chính vì thế cho nên cho cái cúp quốc gia ấy, chính vì thế nên ngày 23 và ngày 27 có hai trận đấu, nghĩa là đến ngày 28 thì chúng tôi mới đủ quân số, nghĩa là đủ 30 người trừ tiền vệ Quang Hải. Thực ra trong cái lịch của chúng tôi hiện nay thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta có một trận đấu như thế này thì nó cũng hơi quá sức với chúng tôi. Mặc dù chúng ta biết là Dortmund quá sức ở đây, hiểu đấy là trong cái lịch trình ấy, chứ không phải là về cái năng lực. Thì chúng ta bảo chúng biết là Dortmund á, thì cái đội này là một cái đội mà họ đang có một cái chuyến du lịch du đấu ở châu Á. Và hiện nay cái đội này theo tôi biết là một cái đội mà có truyền thống rất là lâu đời, họ có hơn 110 năm lịch sử. Họ là một trong những cái câu lạc bộ mà gọi là thành viên đầu tiên của cái việc mà của cái liên đoàn bóng đá của cái giải vô địch Đức Bundesliga. Thì tất ngày bây giờ nếu mà là cái trận đấu ngày mai mà mình bắt buộc phải kết nối với lại cái AFF Cup thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng hơi khó nói, nhưng chắc chắn là dù ngày mai thì dù có cái cầu thủ trẻ nào có ra sân đi chăng nữa thì tôi nghĩ đó, hoặc là ai đi ra sân đi chăng nữa thì đó đều đó là những cái trải nghiệm và một cái bước để phát triển cái năng lực của các bạn đó.